Hoan hỷ chào đón cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động cuộc đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sau 58 tuổi, biết được thiên cơ, nắm được mệnh trời, làm đâu thắng đó, tránh họa đắc phúc, về già được hưởng phúc lớn, an nhàn, giàu sang phú quý. Thần đồng tiên tri tiết lộ chính xác 100%, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, số mệnh phú quý, phúc lớn mệnh lớn, hậu vận giàu sang, từ sau 58 tuổi trở đi, cần chuẩn bị 3 việc sau để hưởng trọn lộc trời, đổi đời giàu nứt vách. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả, gian nan buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Bính Ngọ mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả, túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Bính Ngọ liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, bước qua tuổi 58 của cuộc đời, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nếu chú ý điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão khiến ai ai cũng kính nể, đến khi về già sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Bính Ngọ sẽ diễn biến như thế nào, từ sau 58 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Bính Ngọ cần chuẩn bị 3 việc nào để đón phúc an nhàn, tiền vào ngập két, sống sung sướng đến cuối đời, tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé! Quý cô bác Bính Ngọ thân mến, tính đến nay cô bác Bính Ngọ cũng đã gần ngưỡng tuổi lục thập rồi nhỉ. Ở độ tuổi này có những cô bác đã con cái đuề huề, nhà cửa khang trang, của cải dư giả, lo được miếng đất căn nhà cho con cái đỡ khổ, hay dành dụm được một khoản kha khá để sắp tới nghỉ hưu về già, sống đời cuộc sống bình yên nhàn hạ. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều cô bác ở độ tuổi 58 rồi vẫn phải vất vả làm việc ngày đêm như trâu, như ngựa, mà tiền chẳng thấy nợ nần cứ ngày một chồng chất không biết bao giờ mới hết khổ. Có cô bác lại bảo rằng, mấy chục năm khổ sở lo cho con, cho cái nhưng khổ vẫn hoàn khổ, cuối đời không ai chăm sóc cho mình, thậm chí nghèo không mua nổi một hộp bánh. Mỗi mảnh đời là một câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Nay cô bác tuổi Bính Ngọ đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Cô bác có biết không, có rất nhiều thứ chi phối vận mệnh của Bính Ngọ, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong bốn từ. Tùy duyên thiên mệnh, Bính Ngọ trân trọng những cái đang có, vun vén và chăm sóc vẹn toàn, nhưng nếu mất mát điều gì họ sẽ chấp nhận trong vui vẻ. Đôi khi tính khí hơi thất thường và bảo thủ, nhưng lại rất tốt bụng và ngay thẳng, luôn yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Để hiểu về cái cá tính của Bính Ngọ, đầu tiên, bạn nên hiểu một chút về quá khứ của Bính Ngọ. Cái bản mệnh lang thang này ít khi được đáp ứng đủ một tuổi thơ đầy hoan ái. Họ sinh ra hoặc giả thiếu tình thương và sự quan tâm từ cha mẹ, hoặc giả hoàn cảnh đưa đẩy khiến họ gắn kết với ông bà nhiều phần hơn. Chính sự không trọn vẹn từ thuở thiếu thời này khiến cho cái chất bướng bỉnh của Bính Ngọ được nhen nhóm,
cũng khiến cho khao khát được vẹn toàn trong tình yêu của họ khi lớn lên được hình thành, dẫn tới hàng loạt hiệu ứng dây chuyền cho những sự lựa chọn đầy ngang trái, vì bướng bỉnh mà đâm đầu vào những ngõ cụt không lối ra. Vì bướng bỉnh mà Bính Ngọ thường đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo. Thành thử thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn thì lại ít, nhưng được một chữ thỏa. Thỏa cho vạn sự mà Bính Ngọ đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình, được một chữ đã như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng. Được uống một ly nước mía giải khát, vì yêu mà cháy, vì yêu mà lựa chọn, vì yêu mà buông bỏ cơ hội, hết mình và hy sinh, để bao năm tháng thanh xuân hết mình ấy. Bính Ngọ, được gì và mất gì, hay giản đơn chỉ là cho đi thật nhiều, nhận lại cả một bầu trời của những hoài niệm bâng khuâng. 2. Hiện tại của Bính Ngọ. Người ta luôn nói, không ai đuối nước vài lần trên cùng một dòng sông, cái thú vị của Bính Ngọ là họ thấm rất sâu việc ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Sau đó lại ham ham hở hở lao đầu vào những sự lựa chọn của bản thân, cái bản tính trời sinh sồn sồn, nóng vội, bất chấp tất cả, và luôn muốn ngay và mau của Bính Ngọ, lẽ dĩ nhiên là thứ khó sửa, nhưng giờ đây bản thân Bính Ngọ thay vì chỉ hùng hục phi nước đại như trâu như ngựa, thì cũng đã biết đôi khi dừng lại lang thang gặm cỏ bên suối, họ đã biết lắng nghe, đã biết định hướng, đã biết lên kế hoạch, và gắng gượng kiên trì vài ngày để làm theo, dĩ nhiên cũng lắm lúc họ lại cả thèm chóng chán, sao nhãng mà bỏ quên mục đích mình đã vạch. Nhưng với bản tính trời sinh không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, không bằng lòng với sự bình hòa nhàn tản, Bính Ngọ sẽ lại khuấy động cuộc đời mình với cái ý chí quyết tâm thành tựu lớn, lại bước một chân ra ngoài mong muốn trải nghiệm muôn nơi, lại truy cầu một cuộc nhân sinh màu nhiệm đầy rực rỡ, nơi máu sẽ đổ, mồ hôi sẽ rơi, nước mắt sẽ chảy, nhưng không thể vùi lấp được mong muốn sống đúng nghĩa chứ không đơn thuần là chỉ tồn tại của Bính Ngọ. Những cái chất này dù là nhỏ, nhưng xuyên cùng với Bính Ngọ từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, kết hợp cùng cái cá tính và đưa đến những lựa chọn không bình thường trong suốt những năm tháng sau này. 3. Diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, có chút lộc về đường tiền tài vào năm 26 tuổi, trong năm 27 tuổi và 28 tuổi, bạn chỉ có thể phát triển được công danh và sự nghiệp, phải biết kiềm chế nhẫn nại trong mọi việc, đến năm 29 tuổi và 30 tuổi, tiền tài chảy vào như nước, cuộc sống được đủ đầy, sung túc, nhưng cần chú ý đến giao thương tài chính. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, vào năm 31 tuổi, công việc hưng thịnh, tài lộc dồi dào, năm 32 tuổi, có nhiều hay đẹp, có chút không tốt vào năm 30 tuổi, sang năm 34 tuổi và 35 tuổi, có nhiều triển vọng để gây dựng sự nghiệp và cuộc sống, từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Khoảng thời gian này bạn nên giao dịch về tiền bạc sẽ thu được nhiều thắng lợi, những năm này việc làm ăn tốt đẹp và công việc gặt hái nhiều thành công, từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi, mọi chuyện đều ổn, năm 42 tuổi giao thương hay mở rộng kinh doanh sẽ mang lại nhiều tài lộc, có hạn vào tháng 9, năm 43 tuổi, các tháng còn lại bình thường. Xem tử vi chọn đời cho thấy rằng, năm 44 tuổi và 45 tuổi, hai năm này tài lộc dồi dào, mọi chuyện đều được tốt, từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Vận may song hành cùng Bính Ngọ trong suốt năm 46 tuổi, sang năm 47 tuổi và 48 tuổi, mọi chuyện đều vững vàng, đến năm 49 tuổi và 50 tuổi. Nhiều triển vọng tươi sáng cho cuộc sống, từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, có nhiều chuyện vui trong công việc và cuộc sống, vào năm 51 tuổi. Năm 52 tuổi sự nghiệp và công việc được thành công mỹ mãn, năm 54 tuổi và 55 tuổi, vận may mỉm cười với Bính Ngọ cả trong công việc và cuộc sống. Từ năm 56 tuổi đến năm 58 tuổi, năm 56 tuổi cuộc sống yên bình về tình cảm và tài lộc, tuy nhiên, nên cẩn trọng trong việc giao dịch về tiền bạc. Xem tử vi chọn đời cho thấy rằng, năm 2022, tức Bính Ngọ 57 tuổi, là một năm khá nhiều rắc rối với Bính Ngọ, nó bao gồm cả những thị phi, rắc rối pháp lý, công việc dở dang, công nợ chậm chạp, cho đến những vấn đề sức khỏe suy tư đau đầu rối trí, bệnh tật quấn thân, và phải đến tận thời điểm năm 58 tuổi, những tàn dư của quá khứ này mới thôi không còn ảnh hưởng tới Bính Ngọ, để họ bước vào năm 2023 khởi đầu của những điều hoàn toàn mới mẻ. Một số ít Bính Ngọ may mắn hơn, lại đạt được sự trọn vẹn trong chuyện làm ăn kinh doanh có lời, công việc thăng tiến không ngừng. 4. Dự báo tương lai từ sau 58 tuổi của Bính Ngọ. Ngựa hay chẳng quản đường dài, nước kiệu mực mới biết tài trai anh hùng, qua thử thách thì mới biết tài năng của con người, qua khó khăn mới nhận về thành quả, qua gieo trồng vun sới mới nhận về vô số quả ngọt, và đó cũng là thứ ứng với Bính Ngọ trong chặng đường hậu vận sắp tới.
Từ sau 58 tuổi sẽ là giai đoạn mới, giai đoạn thu hái quả ngọt, trái thơm, với muôn vàn hứa hẹn. Triệu triệu khả năng, đây là con đường bắt đầu lại sau suốt những năm qua nỗ lực vẫn có, nhưng may mắn sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu bạn trông chờ đây là một thời điểm mà bạn sẽ khí khái ở bốn phương, chinh chiến ở tám hướng, thì rất tiếc là không phải. Nhưng nếu bạn nhìn nhận ở một góc độ sâu xa hơn một chút, đây sẽ là thời kỳ rất thuận lợi cho Bính Ngọ đặt những viên gạch đầu tiên trong cuộc hành trình dựng xây lâu đài của cuộc đời hậu vận. Là một Bính Ngọ đúng nghĩa tức là trong suốt gần 60 năm qua, bạn đã có đủ thứ trải nghiệm nghề nghiệp. Một Bính Ngọ đúng nghĩa có thể mai bán đồ ăn, nay bán quần áo, ngày kia nghĩ chuyện đi buôn, ngày kia lại thử làm văn phòng hành chính, hôm nay được nhiều xả láng mà ăn tiêu, ngày sau được ít rón rén mà vun vén. Tất cả những kinh nghiệm đấy của Bính Ngọ tích tụ lại, từng chút một, dồn nén lại, từng xíu một, tụ tập lại một điểm cứng cáp và chắc chắn. Nền tảng mà Bính Ngọ đã gieo trong suốt những năm qua chính là trái ngọt Bính Ngọ sẽ gặt trong những năm về sau này. Bính Ngọ ở hậu vận sẽ ít một phần mơ mộng, nhiều một phần thực tiễn, thêm một phần sáng suốt và kiên định ở trong tâm. Tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, tiến lùi đều hiểu thấu, chuẩn xác như từng nước cờ trong tay, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Bính Ngọ luôn chọn sống theo một cảnh giới khác với những người khác, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Giai đoạn này Bính Ngọ bên ngoài mạnh mẽ, bên trong khiêm nhường. Từ sau 58 tuổi, Bính Ngọ có được là một khí chất thanh cao của bậc quân tử hiền triết, là một loại hiểu biết cõi đời nhân sinh, cũng là một loại nhường nhịn con trẻ. Lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình đi khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Bính Ngọ thích loại cuộc sống đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, nhưng lại vô hình nhận về vô số quả ngọt trời cho, được ơn trên ban phước, thần Phật che chở mà phúc lộc đầy nhà, tài lộc đầy kho, sung túc ấm no suốt phần đời còn lại. Nhưng Bính Ngọ vẫn điềm đạm, thanh cao, không huyên hoang, ngạo mạn, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Bính Ngọ chọn một cuộc đời thong dong, tĩnh tĩnh tại tại. Mệnh của Bính Ngọ từ sau 58 tuổi không phải là không buồn khổ, không có ngang trái, mà là hiểu rõ thế sự, thấu tỏ nhân tình. Bất kể là không thoải mái đến đâu, vẫn có thể nở nụ cười. Sự tình đã qua thì cho trôi theo dòng nước, không so đo tính toán thiệt hơn. Tố chất làm người của Bính Ngọ sau khi kinh qua sau 58 năm cuộc đời là một dạng tài phú, hồng phúc hơn người, luôn gắn chặt cùng với mình không ai lấy đi được, bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người tán dương khen ngợi, ẩn giấu đi giúp bạn ung dung lập thế. Hậu vận tuổi Bính Ngọ luôn biết tu dưỡng, có một độ thâm sâu, đã không còn ngông cuồng ngạo mạn như thời còn trẻ, đã biết khoan thai đĩnh đạc, tận tâm với công việc, chân thành với người thân, đồng cảm với những mảnh đời vất vả, hay là sự san sẻ thấu hiểu với con cái, đối đãi với người khác một cách thoải mái rộng lượng, lòng dạ khoan dung, đây là biểu hiện của một người có phẩm chất có tu dưỡng tốt. Nhưng vận số cuộc đời của Bính Ngọ với sự thẳng tính mà bạn có, dù có trực giác tốt về những thăng trầm của nhân tâm, bản mệnh cũng sẽ luôn dính vào những câu chuyện thị phi và mỏi mệt rắc rối. Chúng đột nhiên xảy đến khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Nhưng từ 60 tuổi Bính Ngọ đã hiểu rõ thế sự, buông được những gì cần buông. Bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, Bính Ngọ đều không cần quá để ý, quá coi trọng nữa rồi. Nhờ vậy vận số cuộc đời sẽ càng tốt đẹp hơn bội phần. Tiếp theo là luận giải tử vi tuổi Bính Ngọ qua các phương diện chính. Về mặt sự nghiệp, từ sau 58 tuổi, Bính Ngọ sinh năm 1966, vẫn hăng hái theo đuổi sự nghiệp và công việc, đặc biệt họ sẽ ganh tị khi nhìn thấy thành công của người khác. Vì vậy bản mệnh càng phải cố gắng hơn nữa, nếu lập được tâm chính trực, nhất định bạn sẽ được thăng chức ở nơi làm việc, được lãnh đạo coi trọng. Thăng chức, tăng lương, vận khí tăng mạnh trong thời gian này, giúp kế hoạch của bản mệnh diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Trong giai đoạn này, chính ấn tương trợ cho các dự án mà con giáp tuổi Bính Ngọ tham gia được giúp đỡ rất nhiều. Thậm chí có những việc bạn lường trước là rất khó khăn thì bỗng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ, thời kỳ mới xuất hiện một đối tác phù hợp cho các dự án của mình. Nhưng bạn cần phải thật sáng suốt, trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai, hãy đảm bảo rằng bạn đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tinh rất tốt cho mệnh chủ là nam giới, để công việc của họ trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Ngay lúc bạn cảm thấy thành công nhất thì cũng là lúc bạn nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn. Để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động,
Việc này rất cần thiết để nó có thể kéo bạn ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Người tuổi Bính Ngọ thường không hài lòng với việc mình làm, thường cho rằng tài hoa rồi cũng sẽ mai một. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ xem nhẹ từng công việc đều có nguyên do của nó, bởi vậy tốt nhất là nên học hỏi nhiều để vững vàng tiến bước trên đường đời. Người tuổi Bính Ngọ gặp rất nhiều khó khăn ở thời thanh niên, như học hành, tìm việc, khiến họ cảm thấy sự tình không được như mong muốn. Tới thời trung niên, họ vẫn sẽ gặp nhiều phong ba, người tuổi Bính Ngọ thường đi xa nhà, tìm kiếm lý tưởng bên ngoài. Những khó khăn liên tục khiến họ thất vọng, tuy nhiên cuộc sống của họ lúc về già lại tương đối bình yên và hạnh phúc. Cuộc đời nam mạng Bính Ngọ có nhiều vất vả thời trẻ, bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thảnh thơi hưởng phúc. Tuổi Bính Ngọ trong cuộc đời nhiều thay đổi về công danh, sự nghiệp, số hưởng thọ trung bình, từ 75 tuổi đến 89 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, thì ắt được tăng tuổi thọ. Trong suốt cuộc đời của mình, Bính Ngọ nữ mạng phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi mọi chuyện mới ổn định và dần trở nên tốt đẹp cả về công danh, sự nghiệp, lẫn đời sống tình cảm. Theo tử vi tuổi Ngọ, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 85 tuổi. Nếu ăn ở lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về mặt tài lộc, tài lộc của người tuổi Bính Ngọ từ sau 58 tuổi vẫn rất tốt so với những năm trước. Lúc này áp lực về kinh tế và tài chính sẽ không quá lớn. Mặc dù các khoản chi tiêu trong gia đình vẫn còn rất lớn, nhưng vào thời điểm này thì bản mệnh có thể xử lý một cách bình tĩnh. Thực tế lúc này ngoài của cải hiện có, bạn bè của bạn cũng có thể phát tài phát lộc, một phần có thể có bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, nếu muốn có được nhiều của cải, bạn nên điều chỉnh tính cách nóng nảy của mình, đặc biệt là đừng quá tin tưởng vào người khác, dễ hành động bốc đồng, kẻo tiền mất tật mang. Nhờ có tài tinh chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới. Với những người tuổi này, các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu Bính Ngọ còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho bản mệnh các cơ hội đầu tư làm ăn ngon nghẽ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì bạn phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì liên quan đến kiện tụng, pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền song vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích cóp được nhiều. Vì vậy, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về mặt tình cảm, phương diện tình cảm của tuổi Bính Ngọ ở thời gian này bình ổn, tuy nhiên, cuộc sống được cải thiện nhiều, có nhiều cơ hội giao du với xã hội, nên thường vắng nhà thường xuyên. Do đó cũng khiến vợ bạn không hài lòng, đối phương có thể cảm thấy bất an nếu rơi vào trường hợp này. Bản mệnh cũng nên chú ý điều chỉnh lại vì người kia quá quan tâm đến bạn, nên cố gắng quan tâm và chia sẻ với một nửa thật nhiều, thường dành những điều bất ngờ, đừng tranh cãi, nếu không sẽ chỉ làm các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến hôn nhân. Đối với các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu thì cần vun vén tình cảm, cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai. Gia đạo hài hòa, êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Về mặt sức khỏe, về tổng thể, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ từ sau 58 tuổi vẫn tốt, tuy nhiên chúng ta vẫn cần chú ý hơn đến những thay đổi về sức khỏe sau độ tuổi này, đề phòng những tình huống bất ngờ sẽ xảy ra. Tính cách Bính Ngọ vô tư, đôi khi họ không quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân, nhưng khi bước vào độ tuổi lục tuần rồi, thể chất của họ chắc chắn sẽ giảm sút và tiềm ẩn nhiều bệnh tật. Vì vậy, hãy cẩn trọng và quan tâm sức khỏe nhiều hơn, đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bạn mình biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân lao động hay phải làm việc nặng.
Nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần phải chú ý chăm sóc và tập các bài giãn cơ nhiều hơn. Tiếp theo, Bính Ngọ phải sống thế nào khi đã sắp bước vào tuổi 60 và đặt chân sang thời kỳ hậu vận cuộc đời? Đề tài này nghe có vẻ nặng nề, nhưng là thực tế mà ai rồi cũng phải đối mặt. Do đó, khi đã bước qua tuổi 58, Bính Ngọ cần xác định và thực hiện 4 việc sau đây để cuộc sống trong những ngày sau được bình thản, tự tại. 1. Chuẩn bị về hưu và nghỉ hưu. Đây là giai đoạn Bính Ngọ phải sắp xếp lại toàn bộ tài chính của mình, lập quỹ nghỉ hưu, quỹ dự phòng chăm sóc sức khỏe dài hạn. Việc tất toán các khoản nợ có lãi suất cao là rất cần thiết. Ngoài ra, Bính Ngọ cần xem xét tăng cường các khoản thu nhập thụ động để chuẩn bị cho lúc nghỉ hưu vẫn có những khoản thu, có thể chuẩn bị những công việc gia tăng thu nhập theo sở thích. Theo tiên đoán tử vi, vận số cuộc đời Bính Ngọ về hậu vận rất tốt, được sung sướng và thuận lợi, Bính Ngọ sẽ có khoản tiền dư giả khi về già. Nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thu nhập của Bính Ngọ không phải chỉ dừng lại ở những đồng lương hưu ít ỏi, mà còn dồi dào từ nhiều nguồn. Những khoản đầu tư, buôn bán, những khoản tiền cho vay hay những cuốn sổ tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng cũng đã có dịp sinh lời ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập dư giả an dưỡng tuổi già. Của cải tích lũy được cũng không phải là ít mà phải nói là vô cùng tốt, khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà cuộc sống của tín chủ từ sau 58 tuổi cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và mỹ mãn. Tuy nhiên, có một quan điểm cho rằng, nếu Bính Ngọ không biết tiêu tiền do mình làm ra, người khác sẽ làm giúp, quả thực như vậy. Khi đã bước sang tuổi 58, suy cho cùng điều Bính Ngọ cần là một cuộc sống an nhàn, tận hưởng và hạnh phúc bên con cháu. Người thân, muốn đi chơi, hãy đi chơi, muốn gặp bạn bè, hãy hẹn gặp, muốn làm gì, hãy làm ngay, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn. 2. Cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Cần phải chăm sóc thật tốt sức khỏe bản thân, duy trì một tâm thái ổn định, mỗi ngày đều cần phải sống thật vui vẻ, yêu đời. 3. Con cái có năng lực. Người làm cha mẹ nên mừng cho con, không nên từ chối sự trợ cấp của con cái dành cho mình, cũng không nên cự tuyệt lòng hiếu thảo của chúng, nhưng cần phải nhớ, đi hết nửa cuộc đời, thân làm cha mẹ luôn cần phải độc lập, dựa vào chính mình, tự sắp xếp cuộc sống của chính mình chứ không nên phụ thuộc vào con cái, như thế mới tự do tự tại, lại tránh được áp lực cho con. 4. Trong phương diện sinh hoạt hàng ngày, Bính Ngọ hãy sống thật thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc đẹp một chút cũng nên thoải mái mặc đẹp, thích gặp gỡ bạn bè thì đi gặp, đừng quá hà khắc với bản thân để bó hẹp mọi chuyện. Đi hết 58 năm cuộc đời, có lẽ những cay đắng ngọt bùi trên đời Bính Ngọ đều đã nếm trải, vì thế trên nửa chặng đường còn lại, Bính Ngọ nên bước đi một cách thản nhiên. Bính Ngọ ngay cả khi đã về già, người đáng trông cậy nhất cũng chỉ là chính mình mà thôi, vì thế tín chủ cũng nên chuẩn bị trước cho chặng đường về sau. Con cái đối xử tốt với Bính Ngọ, đó là phúc lớn, không nên từ chối sự báo đáp đó, trong trăm việc thiện chữ hiếu đứng đầu. Con cái hiếu thảo với cha mẹ, điều đó cho thấy cả đời Bính Ngọ hy sinh, dạy dỗ con cái không hề phí hoài công sức. Qua tuổi 58, trên nửa đường còn lại của cuộc đời, hãy đối xử thật tốt với bản thân, một đời khổ sở kiếm tiền, đến cuối cùng lại không có sự tính toán. Chuẩn bị tốt cho mình, bản thân sẽ thiệt thòi, vì thế, từ sau 58 tuổi, Bính Ngọ hãy sống tốt và chuẩn bị tốt nhất cho chính mình để nghênh đón tuổi già. Nghĩ đơn giản hơn, sống vui vẻ hơn, để đến cuối cùng, Bính Ngọ sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Sau đây là vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ theo tháng sinh âm lịch. Bính Ngọ sinh tháng 1 âm lịch, tháng Tân Xuân, tuổi Bính Ngọ sinh tháng này sống phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, cuộc sống được hưởng phúc khí, người tài chỉ đường dẫn lối, nên công việc, sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió. Bính Ngọ sinh tháng 2 âm lịch. Theo lịch âm dương, tháng 2 là tiết kinh chập, mệnh chủ sinh tháng này gặp khá nhiều khó khăn thời trung vận, công việc biến chuyển, tuy nhiên, tuổi Ngọ giỏi ứng biến, dễ kết giao với đồng nghiệp, tính cách lại chăm chỉ, chịu khó, nhờ đó mà sau nỗ lực cố gắng, công việc ổn định, gặt hái được thành công. Bính Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Sinh tháng 3 vào tiết Thanh Minh, tuổi Bính Ngọ được tổ tiên phù hộ, làm ăn tính toán đều được cát lợi, đường công danh tươi sáng. Hơn nữa, tuổi Ngọ sinh tháng Thìn còn có chí dũng song toàn, tài ba vượt bậc, họ luôn có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, thành quả đạt được đều khiến mọi người trầm trồ. Bính Ngọ sinh tháng 4 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 4, tiết Tiểu Hạ, bản mệnh có cuộc sống bình ổn, cá giả, nếu vạch ra được định hướng mục tiêu, kiên trì theo đuổi, tương lai sẽ thành chuyên gia trong lĩnh vực đó, người người kính trọng. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 tiết Mang Trùng, tiền vận và trung vận bôn ba, ít được người người thân trợ giúp, mọi thành quả đạt được đều nhờ tài trí, năng lực làm nên,
Sinh tháng này tuổi Bính Ngọ phần nào vất vả hơn các tháng khác, đổi lại bản mệnh được kiến thức phong phú, kinh nghiệm đầy mình, về sau vô cùng tự tin, hưởng thành quả xứng đáng. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 6 âm lịch, tháng 6 mùa hè, tiết tiểu thử, tuổi Bính Ngọ đổ nhiều mồ hôi trên con đường lập nghiệp, công việc gập ghềnh. Để chạm được đến ngưỡng tài lộc, bản mệnh phải cố gắng rất nhiều, không ngừng học hỏi, nỗ lực và phấn đấu mỗi ngày. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm lịch. Sinh tháng 7, tuổi Bính Ngọ thông minh hơn người, có tài lãnh đạo, mang phẩm chất của bậc quân tử. Nếu bản mệnh chọn được các nghề sở trường, tương lai sẽ có công danh hiển hách, thành công vang dội. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 tiết bạch lộ, mệnh chủ có trí tuệ nghĩa khí, tiền đồ vô lượng. Tuy nhiên tuổi Bính Ngọ sinh tháng này có tứ hành xung về địa chi tí, ngọ, mão, dậu, do đó mà không nên lao lực quá nhiều trong công việc, cần sắp xếp thời gian ngủ nghỉ, ăn uống hợp lý để đảm bảo sức khỏe tinh thần. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 9 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 9 tam hợp cục dần, ngọ, tuất, bản mệnh tính toán làm ăn đều thuận lợi, gặp điều may mắn, con đường tiến thân trong sự nghiệp thành công từ khi còn rất trẻ, sếp tin tưởng, bạn bè kính nể. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm lịch. Sinh tháng 10, tuổi Ngọ được trời phú cho tư chất anh hùng, thông minh, hào kiệt, họ là hình mẫu của những người chí lớn, tay trắng gây dựng lên cơ nghiệp. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là tiết đại tuyết, tuổi Bính Ngọ sinh tháng này trải qua nhiều thăng trầm, cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Từ năm 27 tuổi trở đi, vận khí dần tốt lên, bản mệnh mới đạt được nhiều thành tựu, khai mở cung tài lộc. Tuổi Bính Ngọ sinh tháng 12 âm lịch. Sinh tháng Chạp, tiết tiểu hàn, tuổi Bính Ngọ có nghị lực phi thường, con đường học tập có nhiều thành tích cao, sau khi khởi dựng sự nghiệp, tiền tài phú quý, cuộc sống giàu sang. Quý vị thân mến, một ngày có 24 tiếng, ứng với 12 canh giờ theo âm lịch, những người tuổi Bính Ngọ có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Sinh giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ đêm. Người sinh vào giờ này thường phải tự mình gây dựng cơ nghiệp, thành công đến với họ nhờ vào ý chí, năng lực mà ít có sự may mắn ngẫu nhiên. Sinh giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ. Sửu thổ và ngọ hỏa, bản mệnh nhận được sinh khí, tài lộc hanh thông, gia đạo hạnh phúc. Sinh giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ. Số được quý nhân phù trợ, nên làm ăn gặp may mắn cát lành, đặc biệt là kinh doanh buôn bán. Sinh giờ Giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ. Tài vận tốt, được trọng dụng, sau để được tiếng vang cho đời, con cháu hưởng phúc lộc. Sinh giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ. Sinh giờ này tiền, vận trung vận chủ mệnh bôn ba gây dựng sự nghiệp, sau 35 tuổi bứt phá trên mọi lĩnh vực, thành công vang dội. Sinh giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi Ngọ sinh giờ Tỵ giàu lòng nhân ái, vị tha, tâm đức thiện lương, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, quý trọng. Sinh giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi Ngọ sinh vào giờ Ngọ, đường đời viên mãn, thân thể khỏe mạnh. Họ làm việc gì cũng được mọi người giúp đỡ, kết hợp thêm sự nhanh nhạy, thông tuệ vốn có nên mưu sự tất thành. Sinh giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Sao thần tài độ trì nên tài lộc khá giả, sống trong sung sướng. Tuy nhiên sinh vào giờ Mùi, tuổi Ngọ hay lo âu, tinh thần bất an, quý bạn nên tăng cường tích đức, làm việc thiện nhiều hơn. Sinh giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Tuổi Ngọ đào hoa, nhiều mối nhân duyên, chủ mệnh hãy gây dựng gia đình khi thật sự nghiêm túc với một mối quan hệ, như vậy thì gia đình mới được yên ấm, phát triển. Sinh giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Sinh giờ Dậu, tuổi Ngọ nên dĩ hòa vi quý, tránh tranh chấp với người khác mà gây bất hòa, cuộc sống bình ổn, vui vẻ. Sinh giờ Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Số hưởng vinh hoa, phú quý, kết duyên muộn. Sinh giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi Ngọ sinh giờ này, ngọ hỏa khắc với hợi thủy, nên bản mệnh có thể hay ốm vặt, nên chú ý hơn trong việc tăng cường sức khỏe, tăng chất lượng cuộc sống. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Ngọ sau 58 tuổi. Sau 58 tuổi, xóa bỏ phiền muộn bằng làm theo dẫn đường chỉ lối của Phật. Theo lời Phật dạy, mọi ưu phiền, sầu não đời người đều xuất phát từ trong lòng mỗi con người, cùng ghi nhớ về 4 điều Phật dạy dưới đây về nhân sinh để giúp cho tâm tịnh. Xóa bỏ muộn sầu. 1. Phật dạy rằng trên đời không có người xấu, người ác, kẻ thù. Cái gọi là người xấu đó thực ra vì sai lầm trong nhận thức, dẫn tới sai lầm trong hành vi. Cái gọi là người ác thực ra vì ham muốn quá nhiều mà không từ thủ đoạn. Cái gọi là kẻ thù phải chăng vì không cùng ý chí, không cùng con đường mà nên. 2. Phật dạy, nhân sinh như mây, cuộc đời chỉ có một, đừng vì hoan lạc,
Đừng vì khổ đau, đừng vì hoang tưởng mà để phí hoài tháng ngày, tất thảy những điều đó đều là hư ảo, không mang lại bất kỳ ý nghĩa hay niềm vui đích thực vào trong cuộc sống. Hãy tự hỏi bản thân ta có đang hạnh phúc hay không để nghe câu trả lời từ trái tim. 3. Quan niệm Phật giáo xem tất thảy chúng sinh đều là Phật, hiện tại là Phật, tương lai vẫn là Phật, không tăng không giảm. Mỗi người khởi nguồn đều có thiện tính, vì sinh tham sân si nên thiện tính mất dần. Mỗi người sinh ra đều là Phật, vì không biết tu dưỡng nên Phật tính mai một. Vì thế tu thân và bao dung hơn với người đời, đừng cho rằng bản tính xấu xa không thể chuyển rời. 4. Phật chỉ ra rằng, kết thù kết oán tức là kết nghiệp vào thân, thời gian kiếp người ngắn ngủi mà lại cùng người ta không ưa dây dưa, cùng người đó ngu muội, cùng người đó làm điều hung họa, hãm hại lẫn nhau, lúc đó chính bản thân ta cùng thành người có dã tâm, lập thành nghiệp xấu. Phật dạy về nhân sinh, nhớ và làm theo thì không chỉ thanh thản hơn, mà còn tích cực hơn, lạc quan hơn. Trên đời có ai mà không muốn thanh thản, có ai mà không muốn thanh tâm, chỉ vì nỗi nhân tình thế thái chuyển rời, tạo hóa xoay vần đưa đến những tình huống chớ trêu. Những lúc ấy, đôi ba dòng ngắn ngủi ở trên, hy vọng sẽ giúp các bạn tự tìm thấy lối ra cho riêng mình, chìa khóa ở ngay trong tim ta, Phật soi đường, ta tự đi tìm, thấy hay không còn nhờ vào cơ duyên và tu tập của từng người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.